Theo thần phả đình thôn Phú Hòa, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, thì từ thời Hai Bà Trưng năm 40-43 sau Công Nguyên, làng này đã có tên gọi là Làng Gia. Nhưng có người lại nói phải gọi là Làng Gia mới đúng, vì đất làng này xưa kia đâu đâu cũng trồng cây dâu gia, nên người ta lấy tên cây đặt tên làng. Có người lại biện minh, làng này ngày xưa chỉ là cái xóm trại tách ra từ một làng lớn nên gọi là làng gia, tức tách ra mà thành. Còn đối với người dân địa phương thì làng gia vẫn là cái tên cổ nhất, với nghĩa gia là gia quân, là khởi binh đánh giặc. Tôi được cụ năm đời nhà tôi truyền lại cho tôi biết là làng gia, tức là ngài Thánh Đào Khang này là người ở trại đặc kiệt Hưng Yên về đây lập trại, thì ngài là một người ngài rất là giỏi. Năm khi mà ngài đi gọi là đi làm tướng cho Hai Bà Trưng ấy, thì như thế là sau khi ngài về đấy là đi được chiêu binh tập mạ xong đấy thì gia quân, thì tức là đặt là làng gia, gia tức là gia quân của tướng Đào Khang. Từ bao đời nay, người nông dân làng gia chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa nước. Cái nghề quanh năm chân lấm tay bùn, úp mặt xuống đồng nhặt từng nhánh lúa củ khoai. Ước mơ mưa thuận gió hòa để thóc lúa đầy bồ, con người không bệnh tật, gia cầm đầy sân là ước mơ muôn thuở. Cái ước mơ ấy thật ra cũng là ước mơ của tất cả những người nông dân trồng lúa sống khắp các làng quê ở châu thổ sông Hồng. Có lẽ từ mong muốn có nước để cây lúa sinh sôi mà người dân vùng châu thổ sông Hồng đã nghĩ ra cách diễn các con trò dưới nước để thể hiện nguyện ước của mình trước các đấng thần linh vào mỗi dịp dân làng tổ chức lễ hội cầu mưa, cầu mùa. Trái với cách lý giải có tính biện chứng này, người dân làng gia và ngay cả người dân ở các vùng có nghệ thuật dưới nước ở châu thổ sông Hồng cũng nghĩ khác. Họ mặc định nghệ thuật dưới nước là do thiền sư Từ Đạo Hạnh dạy cho họ để họ mua vui cho dân làng mỗi dịp Tết đến xuân về. Từ Đạo Hạnh có truyền nghề cho chúng tôi là hai cái nghề, tức là một cái nghề dưới nước và một cái nghề ca trù. Thế sau khi đó thì tức là cái đoàn đổi dối nó cứ trưởng thành lên thì được Đức Từ Đạo Hạnh cấp cho 3 mẫu ruộng, tức là 3 mẫu không xào 10 thước. Ở xứ đồng quê đồng quai, nói chung là trong hai cái cánh đồng đó là chúng tôi có 3 mẫu ruộng. Từ Đạo Hạnh, tục danh là Từ Lộ, là thiền sư đời Lý Nhân Tông, quê ông ở làng Yên Lãng, nay là làng Láng, quận Đống Đa, Hà Nội. Thần phụ ông là Từ Vinh, làm quan trong triều đình. Sau bị pháp sư Đại Diên ám hại, ôm mối thù kẻ giết cha mình, ông quyết tìm thầy học pháp thuật để trả thù cho cha. Nhưng trả được thù, ông lại ăn năn về hành động của mình, nên đã vào tu ở một ngôi chùa nhỏ trên lưng chừng núi Sài Sơn, nay gọi là chùa Thiên Phúc. Trước kia thì ở đây có một cái am rất là nhỏ gọi là am Bồ Đà Dục Thánh, sau thời Trần thì là Hương Hải, gọi là am Hương Hải. Và Đức Thánh Thiền Sư Từ Đạo Hạnh vì ngài tu hành đắc đạo lại giúp cho nhân dân ở đây về cái mặt chữa bệnh, ngài lên núi hái thuốc chữa bệnh cho nhân dân và dạy cho nhân dân những cái trò vui chơi giải trí như là đá cầu, hát ống tơ, hát chèo, hát chầu văn và đặc biệt cái nền nghệ thuật dối. Từ đó mà nhân dân tôn trọng ngài mới gọi là chùa thầy. Để tưởng nhớ công ơn ngài dạy dân hái lá thuốc chữa bệnh, dạy dân làm nghệ thuật, nên hàng năm cứ vào ngày mùng 5 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch, dân các làng ở Sài Sơn lại tổ chức lễ hội chùa. Cũng ngày mùng 5 tháng 3, tại làng Gia, phường Dối cũng tổ chức lễ cúng thành hoàng để cẩn báo với ngài về việc đi diễn dối ở chùa thầy.
tương truyền, một lần về làng Gia, thiền sư Từ Đạo Hạnh được dân làng kể cho nghe câu chuyện thần tích về vị thành hoàng Đào Khang Tiếu. Nghe chuyện xong, thiền sư nói với dân làng, chữ Tiếu, tên của ngài có nghĩa là vui vẻ, là tiếng cười bao dung. Ta sẽ dạy cho dân làng trò rối nước để thể hiện sự vui vẻ, sự bao dung đó của ngài. Vì vậy, việc họ đi diễn rối ở chùa thầy vào dịp này là diễn để tạ ơn thành hoàng làng và tạ ơn đức thánh tổ nghề Từ Đạo Hạnh. Ngót 6 thế kỷ, từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 16 trôi qua, không mùa lễ hội nào ở chùa thầy lại vắng bóng phường rối nước làng Gia. Thuở ấy, họ dựng buồng trò, biểu diễn rối trong cái hồ nhỏ trước chùa. Thời ấy, nhà thủy đình của phường rối chỉ là chiếc lều tre hình mui thuyền, được các nghệ nhân dựng tạm làm buồng trò để trình diễn trong hội. Sau hội lại tháo bỏ và quẩy bồ rối về làng. Cho mãi tới đầu thế kỷ 17, chùa thầy mới được xây dựng như ngày nay. Có bà chúa là chị sư, chị vua. Về thật vắng cảnh thì mình thấy cái chùa đẹp thì mình đào cái sâu cái ao Long Trì xuống để lấy đất lên tôn lên ba ngôi chùa tam cấp, chùa Thượng và chùa Trung và chùa Hạ. Thì chùa Thượng là thờ Đức Thánh Văn Sư, Đức Thánh Từ Đạo Hạnh, là tu tam kiếp, vi tiên, vi Phật, vi quốc vương, giữa là đời đi tu, và bên tả này là Hiển Thánh, và bên hữu là đi đầu thai nhà Lý, là làm vua Lý Thần Tông. Đấy là cái chùa Thượng. Chùa Trung thì là thờ Tam Bảo, là thờ Phật. Cái chùa Hạ thì là nơi chiêm ngưỡng làm lễ. Cái hồ nhỏ trước chùa cũng được mở rộng, gọi là Hồ Long Trì, và buồng trò cũng được xây kiên cố giữa hồ, gọi là Thủy Đình. Thủy Đình là nhà hát múa rối nước cổ kính nhất ở Việt Nam và cũng được coi là nhà hát múa rối của phường rối nước làng Gia. Chưa bao giờ người làng Gia coi rối là nghề để kiếm sống. Họ chỉ coi rối là trò diễn thờ thánh và mua vui cho dân làng. Do vậy, 11 tháng trong năm, nhà múa rối Thủy Đình đứng trầm mặc, cô đơn giữa mặt hồ. Phải tới ngày dân làng mở hội, nhà Thủy Đình mới trở nên sống động. Ngày ấy, các nghệ nhân làng Gia phải dìm mình trong hồ nước lạnh giá để thiết kế sân khấu cho các con rối diễn trò. Đi ra múa rối nước đi bà con ơi! Chương trình rối làng Gia thường có hai phần trò. Phần trò đầu tiên là các trò liên quan đến tập tục, sinh hoạt và tín ngưỡng. Phần trò thứ hai là các trò phản ánh đời sống sinh hoạt của người nông dân trồng lúa. Nếu tếu là con trò mở màn sân khấu, là người dẫn chuyện, người bình luận, người đả kích quan tham, tạo ra tiếng cười sảng khoái cho khán giả ở hầu hết các phường trò của các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, thì ngược lại, con trò mở màn sân khấu của phường rối làng Gia lại là con trò tướng loa và tướng chùy. Sự xuất hiện của tướng loa và tướng chùy mở đầu đêm diễn là sự tái hiện quyền năng quân sự của vị thành hoàng Đào Khang Tiếu. Nhớ xưa gốc cũ từ Lý Trần Lê, luyện chắc tay nghề múa vui thủy hí, có rồng có cá, có cả thuồng luồng, có ngựa ruồi rong, có người bơi lội, leo thang rước kiệu, đu tiên bật cờ, nhiều trò bất ngờ, kể sao cho xiết, chống lệnh đã dứt, máu kéo quân ra, loa 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 loa. Trên có hai cha
trầu là một tập tục giao tiếp không thể thiếu khi đón khách của người Việt Nam. Khách đến nhà, chủ nhà phải mời khách ăn trầu uống nước, bởi miếng trầu là đầu câu chuyện. Tập tục ấy có từ ngàn xưa. Từ buồng trò đi mời khách trên bờ là một tiết mục sáng tạo của phường rối nước làng Gia. Rồi pháo nổ, cờ, khẩu hiệu vụt bay lên từ mặt nước, hiệu lệnh cho cuộc rước kiệu tôn vinh thánh tổ nghề từ đạo hạnh bắt đầu. Gây ấn tượng cho khán giả thì phải đốt được, cắm được cờ và đốt được pháo. Cờ từ dưới nước bay vụt lên không ướt, mà đúng là bay lên không ướt. Đấy là một cái nghệ thuật mà được nói được. Đây nó cũng là một cái mẹo của các cụ từ ngày xưa để lại. Thank you.
khách đó dựng đám sau đến cái rước kiệu đây này. Cái trò này là trò bái tổ. Bái tổ. Bái tổ trong đó đây, chính đây là sứ tượng. Và đây là tượng trưng. Xin phép tức là được nói đây tượng trưng cho cụ Từ Lão Hạnh. Đặt lên kiệu. Từ quán về đây để đền đáp công ơn của ngài.
phi ngựa hí cát bay rợp trời. Trong đó là võ sĩ thi đua gọi là quần ngựa để mà tập trận để mà đi đánh giặc. Ngựa giàn là sự tôn vinh tài thao lược của vị thành hoàng làng Gia đảo Kháng Tiếu. Vị tướng của Hai Bà Trưng đã cùng các nghĩa sĩ trên lưng ngựa tung hoành tuốt gươm tiêu diệt quân tướng Mã Viện từ phương Bắc tràn sang. Ngựa giàn là tiết mục khép lại phần trình diễn những trò dối liên quan tới tập tục, sinh hoạt và tín ngưỡng của dân làng Gia. Xen kẽ trong cái việc máy móc ở bên trong buồng thì lúc này có thể đưa quân tếu ra tếu táo một tí rồi sau đó lên trò khác. Đấy mới sang những cái tiết mục của đời thường của những người nông dân ấy. Thì là đây con rồng ngày xưa là giới thiệu. Sau khi rồng mà đã bố rồi thì mới đến gọi là có mưa, có nắng, nhưng mà đặc biệt là rồng ra phun nước thì để mà cho người nông dân làm, có ruộng có đồng người nông dân làm, có mưa, có cày, có cấy, có cá. Đây, cái trò này là gọi là thủy tộc hội bàn, tiết tháng tư mùa hạ mưa rào cá vượt khỏi vũ môn tam cấp ấy. Thì đây những cái quân úp nôm ngày xưa đây. Đây những con cốc của ngày xưa ra cùng với cái lúc gọi là thủy tộc hội bàn. Đây những con úp nơm này. Đấy, trong rối thì có thể là úp một con rùa rùa, có cái úp vào đầu nó, úp vào đầu con này chẳng hạn thì trên nó phá lên, cười là khóa rồi. Anh em và con ơi! Tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ? Có chứ. À vậy rồi không xưng danh thì ai biết là ai? Đây là bà con ơi! Như tôi đây, mấy lâu nay đủ nàn, đủ điệu, công tác đều trong đội rối nước quê ta. Hôm nay đây vui mở hội làng cho tôi, nếu tôi đóng góp vài ba tiết mục nha. Tháng công ngày mùa, anh về nhường chỗ cho rồng ra phun nước anh nhá. Nhân sinh bách nghệ, nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Thiên địa nhân vạn vật quần sinh. Vũ trụ nội, bách cầm, bách thú. Con thì phi, con thì vũ, hoành trung vũ trụ bổ trùng quy. Ấy mới gọi là long ly quy phượng. Nay đất nước ta thanh bình thịnh vượng, rồng về phun nước cho mùa màng tốt tươi. Xem tiết mục của rồng đi bà con ơi. Dân ở châu thổ sông Hồng thì rồng là con vật huyền thoại. Rồng có sức mạnh và quyền năng vô song. Rồng có thể phun ra lửa, phun ra nước. Nước, lửa là nguồn sống của con người. Vì vậy, rồng
rồng được coi là con vật tiêu biểu, mở đầu cho những trò diễn trình nghề nông nghiệp trong nghệ thuật rối nước Việt Nam. Trời sinh đất Việt, cảnh tượng chan hòa, nghề nông ta phải trọng cày bừa. Sách có chữ canh nông vi bản, đem trâu ra cày bừa đi ông Lương ông Chính ơi. Sâu chứ rồng mà dài nắng đi ơi nhi ơi à mà để nắng mưa chứ sớm mi chưa ngoài đồng nghĩ tôi nghĩ tôi vui niềm vui thời gió nghi lầm chứ sông thần là châu nó phá ách đánh nhau bây giờ. Đây đây đấy. Đấy. Thế là châu nó phá ách đánh nhau rồi còn gì nữa. Thế là hỏng hết cây bừa của em còn còn gì nữa. Tôi kéo kéo châu về đi anh ơi. Thế là châu nhà bà kéo về đi chứ. Sao lại để nó đánh nhau thế. Trồng cấy, người làng Gia còn có nhiều nghề thủ công khác như nghề mây che đan, nghề mộc. Đây là những nghề có liên quan đến việc chế tác những con rối. Tôi với ông Quỳ đây và ông đoàn trưởng đồng đoàn, tức là ba anh em con chú con bác. Thì trong gia đình chúng tôi thì đã khá là xuất phát từ được ông tổ rối rồi.
thì khá là đến đời chúng tôi là đời thứ tư, thì chúng tôi cũng biết là được ông bà, được các bố mẹ, tức là ông thân sinh ra chúng tôi truyền lại cho chúng tôi. Xuất phát từ đó thì các cụ ngày xưa thì cũng nói cho chúng tôi biết là nếu mà chế tác con rối mà để nào hoạt động là phải do mình, mà để tìm cái gỗ gì làm cái quân rối để cho nó khỏi khi biểu diễn ở dưới nước nó va chạm lẫn nhau, nó đỡ gọi là sứt nẻ. Con rối thì làm bằng cái gì? Đầu tiên thì tốt nhất phải là gỗ sung, cái thứ hai thì phải là gỗ vàng tâm, và tối thiểu nhất là cái bây giờ chúng tôi cải biến tự biên tự diễn là chế tác bằng gỗ xoan. Trước trong nguyên lý của nó mà nói là không được làm bằng gỗ xoan. Còn làm cái cung đoạn ngày xưa thì làm bộ chỉ có con dao, cái cưa, cái đục để làm thôi. Ta gọi là đời cha cho trí đời con, mà muốn vót cho tròn phải đéo cho vuông. Mà nó vuông ngay thì chúng tôi có thể là căn kế được. Mặt là bao nhiêu, thân là bao nhiêu, chân là bao nhiêu, và bồng ở dưới là bao nhiêu. Thì chúng tôi có thể là nắm được rồi. Bởi cái này nó thuộc về cái chuyên nghiệp rồi. Còn chạm trổ con rối, chúng tôi đục thì nó mô phỏng theo cái ý tưởng tượng của từng cái cụm trò. Trò hài hoặc là cái trò người ta tễu, nó cười hoặc là nó méo mồm, hoặc là nó cười nó nhăn nhau gầy béo là do từng cái bộ phận để biểu diễn. Cá vượt vũ môn, cá bơi cá lội, mừng ngày vui mở hội quê hương, được trận mưa thủy tộc hội bàn, đông tây nam bắc ra mà bắt cá đi bà con ơi. Đêm qua có trận mưa rào, có con cá chép lội vào ao ta. Ta về ta vác nơm ra, úp con cá chép cả nhà cùng sơi nào. Đấy đấy đấy, nhiều cá quá, đằng trước đằng sau nắm cá to quá. Cái nơm thì bé quá. Cố gắng để úp con cá nhá. Đấy, cá to quá mà nơm lại nhỏ quá. Anh nhá. Đấy, cố lên. Đấy đấy đấy, nhiều cá quá. Cá to quá đấy, cố lên nhá. Đấy, 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 đằng trước, đằng sau là cá nhiều lắm đấy nhá. Đấy, đấy. Đấy, cố lên nhá. Cố úp con cá về nấu canh chua nhá. Đấy. Ôi, con cá to quá, khó úp quá. Đấy, đấy, đấy. Đấy, con cá to đấy, cố lên nhá. Đấy, cái lơm thì bé quá, lần sau đem cái lơm to to thì nữa anh nhá. Ấy này ông ơi. Ai gì đấy bà lão? À đêm qua có trận mưa rào, nhiều cá vào ao quá, tôi chèo thuyền ra, ông câu cho tôi ít cá ông nhá. Hôm nay răng thanh gió mát, vợ chồng mình đi kiếm con cá nhá. Chèo thuyền ai lơ lửng trên sông, vẳng tai nghe tiếng sáo mục đồng. Ở đây này bà lão. Gì nữa ông ơi? Bà hãy cầm chắc tay chèo để tôi ngâm tức sự vài câu nhá. Gác chèo hồ biết buông câu
biết đâu luồng cá nông sâu mà dò ngang đầu mây trắng phất ni phất phơ còn câu may rủi tới giờ chưa xong. Thôi thôi ông ơi, bà lão ơi, cầm ông chắc tay chèo để tôi hút điếu thuốc lào rồi tôi câu cho vài con cá. Thôi thôi ông ơi, ông có nhanh nhanh lên không nào, nắm cá quá rồi kia kìa. Hút điếu thuốc lào mà say quá bà lão ạ. Ấy à, bà cầm chắc tay chèo để tôi câu cho vài con cá nhá, gớm mà say hoa hết cả mắt mũi rồi còn gì nữa. Đây đây đấy, cá nó bắt đầu cắn câu rồi đấy. À, thế là tôi đã câu được con cá to rồi. Thôi chèo thuyền về ông nhá. Thôi thôi, vợ chồng mình về thôi. Thế lão còn đi uống rượu đây. Ngắt một bông hoa nghi, ngắt một bông hoa tang tình hoa. Mướp đôi chân ta, bước mồi câu ta như cho ếch nghi tha mồi. Tình tình tang là mồi, tha mồi rồi trắng nhà mồi nghỉ ra nghỉ. À, thế là quá, tôi được câu được con rồi. Chuột là rống ăn chui ở rúc, cắn lúa ngô khoai phá hại mùa màng. Con mèo tam thể đâu ra bắt hết lũ chuột đi nhá. Đây 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 đấy, con mèo đuổi con chuột vào gốc cây cao rồi đấy. Đây 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 đây, bắt cố đấy nhá. Đây đây đấy, nó trèo lên cây cao rồi. Cố lên, cao lên nữa nào, sắp tóm được rồi. Đấy, con mèo sắp bắt được con chuột rồi. Bắt được con mèo rồi. Quá. Nào đập chết nó đi nhá. Đây đây đấy, con mèo tam thể rồi. Đập chết quá. Con chuột đi nhá. Con sông sâu ta bẻ lái, cơn gió to ta hạ buồm. Giang nghi quên thu dân nghi khơi. Nhẹ thì bơi vơi thì đẩy, sông xô nước chảy lao đẩy con đi. Con thuyền lành nghi nghi đành mình tôi khoan khoan đô khoan lên thác mà xuống gành khoan hò khoan sóng to mà gió lớn khoan ơi dô khoan thuyền nghe đi cũng qua khoan hò khoan tiến theo cờ đàn khoan ơi dô khoan quê tôi là vững treo khoan hò khoan buồm căng mà dễ sống khoan ơi dô khoan dễ sống mà ra khơi khoan hò khoan dù cho gành thắt khoan ơi dô khoan.
qua. Dân chúng tôi đều là thợ mộc cả, đều là biết tạo giả hình con dấu. Nếu nói đến với sơn son thiếp vàng thì thuở xưa các cụ tôi là chỉ có ông cụ và ông cụ Ba Vàng, ông cụ Ngân, tức là ông của ông Nguyễn Khắc Thoa là biết sơn son thiếp vàng, nhưng cũng không gọi là đủ cái điều kiện để làm, thì chúng tôi là phải đón thợ sơn đồng về sơn, tức là đón thợ sơn đồng. Thì ông cụ cũng là thợ sơn nhưng mà trình độ không được cao bằng người ta, cho nên là phải đón người ta về để làm. Từ tạo hình con rối đến khi đưa con rối ra biểu diễn trên mặt nước là một bước phát triển cao về kỹ thuật điều khiển rối. Kỹ thuật ấy do từng phường rối sáng tạo, do vậy nó là bí quyết nhà nghề. Bí quyết ấy được giữ cả trong việc học nghề đối với con cháu các nghệ nhân xưa kia. Ở Việt Nam có hai cách điều khiển con rối diễn trò, đó là cách dùng máy xào và cách máy dây. Tôi nói ví dụ thế này, đây là máy, đây là máy của máy ấy, nhưng mà ví dụ như chúng tôi có thể là quay lại là để nó đấy, nhưng mà của chúng tôi là cái này nó phải sang tận bờ bên kia nó mới ấy được, chứ không nó khác những đoàn khác, những đoàn khác là người ta chỉ múa xào thôi, nó dễ dàng, nhưng mà máy dây thì nó khó hơn. Thực ra không phải là máy móc gì, không phải hiện đại, mà chỉ gọi là bằng xào tre và dây thừng, là chủ yếu là dây thừng. Cho dây thừng vào thì nó có độ bám của gỗ, thì con rối nó tự nó vận động là rất là thoải mái. Bồng thì là gì? Bằng gỗ. Bồng tức là cái để cho dây vào, để lấy cái sự ma sát để uyển chuyển con rối. Thế đây là bí quyết của nhà nghề đây này. Tại sao nổi? Ta cũng gọi là cái phao đấy. Ngày xưa thì khác với bây giờ. Đây là những cái phao mà kín đét nhé. Sơn giữa kín đét tất cả. Muốn cho quân rối nổi, cái giữa cái khe hở này này là cái trung gian mà người ta gọi là đóng dọ. Đóng dọ thì dọ tức là phải có ô trống, tức là những cái mắt cáo. Và chính cái dọ thoáng để thêm tí gạch, thêm cái nọ, thêm từng ly, thêm một viên gạch hoặc nửa viên gạch còn như vậy, thì nó còn một cái khe nước rộng ra, quân rối đi như thế này không bị cản. Nếu như bây giờ gắn liền đi quân rối nó thế này, cái lực của nước nó cản ở đây thì quân rối đi như thế này. Nhưng mà đây là cách như thế này, các cụ đóng dọ nước vẫn thoáng ở cái quãng này được, thì quân rối nó vẫn nổi được. Đi xem chúng tôi đấu vật thi bơi thi leo thang đi anh em ơi. Sau đây là hai đấu vật thôn Đông và đấu vật thôn Đoài. Hai đấu vật vật nhau trong hai hiệp, mỗi hiệp nghỉ giải lao 1 phút. Sau đây xin mời tổ trọng tài chúng ta vào chuẩn bị làm lễ xe đầy. Chuẩn bị bắt đầu. Hiệp thứ nhất chuẩn bị bắt đầu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, năm ngoái thôn Đông và thôn Đoài vật nhau trong hai hiệp, mỗi hiệp nghỉ giải lao 1 phút. Thôn Đông đã thắng thôn Đoài với tỷ số là 4-2. Thôn Đông cố lên. Năm nay thôn Đông có cố lên. Cố lên. Xin quý vị và các bạn đón xem. Anh thôn Đông hãy cố lên. Đây đây đây, anh thôn Đoài khỏe hơn rồi đấy. Anh thôn Đoài cố lên, cố lên. Thôn Đoài cố lên. Đấy, anh thôn Đông cố lên, cố lên. Vâng, thưa quý vị. Trận đấu rất là gay cấn giữa thôn Đông và thôn Đoài. Anh thôn Đông hãy cố lên. À, anh thôn Đoài thua rồi. Giỏi quá. Nào, xin mời tất cả các tráng sĩ, chúng ta hãy bơi thi vượt sông Bạch Đằng. 2, 3 đầu. Cố lên anh em ơi. Anh chàng này còn trồng chuối thì
chuối cho cháu nhá. Thôi về thôi. Nào, hãy mang thang ra để em biểu diễn tiết mục leo thang nhá. Các anh bơi giỏi lắm, nhưng các anh ơi, xem em biểu diễn leo thang cho khán giả xem nhá. Nào các anh hãy vác thang để cho thằng bé leo thử nhá. Nào 2, 3 nào. Ái chà, giỏi quá. Bước thằng bé con nhà ai mà tài thế này. Nào em ơi, hãy xuống để cho bọn anh leo thử thang nhá. Rồi các anh leo thử đổ thang là em bắt đền các anh đấy nhá. Rồi nhất trí, nếu đổ thang là bọn anh sẽ khênh trả ngay. Nào xuống để cho bọn anh thử nhá. Nào anh em mình thử leo thử nhá. Nào 2, 3 nào. Đấy, thang nó đung đưa rồi đấy. Cẩn thận không kéo lại đổ bây giờ. Đây, đổ thang của em rồi. Nào anh em ta hãy khênh trả cho thằng bé cái thang nhá. Hôm nay trước đông đủ bà con, tôi cũng xin khoe một cái tài đi nhá. Cái tài gì thế? À, cái tài của tôi chỉ là cái tài nhảy qua vòng lửa mà thôi. Đấy, nhảy qua vòng lửa là nguy hiểm lắm đấy nhá. Nào hãy quấn chặt quần áo, tóc tai, không kéo lại cháy hết bây giờ. Nào bác Hai ơi, ra châm lửa để nhảy qua vòng lửa nhá. Châm lửa nữa nào. Đấy, lửa đã cháy lên rồi đấy. Cẩn thận không lại cháy hết người bây giờ. Chuẩn bị 2, 3 đi nhảy nhá. Nào chuẩn bị nào. 2, 3 rồi đấy, nguy hiểm quá. Xít nữa thì cháy một người. Nào nhảy lại nhá. Âm nhạc và lời thoại là hai người bạn song hành trong mỗi trò diễn rối nước. Không có nhạc, không có lời thoại thì trò diễn của con rối trở nên vô hồn, vô nghĩa. Người xem không thể hình dung được con rối muốn chuyển đến người xem thông điệp gì. Thí dụ như đi cày đi bừa thì cũng hát như là cái văn bản bây giờ, nhưng mà hát bộ không có nhạc như bây giờ. Tức là tôi làm cái gì thì tôi giáo trò cái trò đó, chứ không phải là giả múa không thế nào. Thí dụ như tôi làm con trâu thì tôi ra tôi hát chẳng hạn như là trâu ơi trâu ơi trâu cày với ta chẳng hạn. Nhưng mà ngày xưa hát là hát đơn giản chứ nó không hát như bây giờ, chứ không phải là giả làm không. Giả làm không thì nó có khác gì nữa, gọi là cái trò cơm. Cùng với phong trào cách tân sân khấu truyền thống diễn ra ở Việt Nam từ những thập niên 60 thế kỷ 20 đến nay, phường rối làng Gia cũng đã cách tân tổ chức nghệ thuật âm nhạc và hát sướng của mình. Nếu trước đây dàn nhạc chỉ ngồi dưới buồng trò hát vo, nhạc cụ chỉ có trống lớn, thanh la, mõ tre, thì tới những năm 90 thế kỷ 20, họ đã có nhóm đàn và hát bao gồm cả nhạc cụ gõ, nhạc cụ dây và nhạc hơi, cùng một hệ thống thiết bị âm thanh đồng bộ. Về phần hoạt động của phường hội thì cũng rất là thường xuyên. Ngoài cái việc đi biểu diễn múa rối nước thì trong làng thì cũng tổ chức có những cái gọi là đội văn nghệ, hát những làn điệu quan họ, hoặc là chủ yếu là tu luyện về hát chèo để sau đó phục vụ cho cái vấn đề múa rối. Lào chú ngựa hồng, nào chú ngựa bạch, lào chú ngựa xích, nào chú ngựa ô, màu xanh hàng ta đua tài thử sức chém chuối nhá. Chú ngựa hồng, chú ngựa bạch, chú ngựa xích, chú ngựa ô, nào hãy cố lên. Để
biểu diễn tiết mục kém chuối nhá. Chúa ngựa hồng, chúa ngựa bạch, chúa ngựa xích, chúa ngựa ô. Xa xa ven đường có cây chuối ngự, các tráng sĩ hãy thử tài chém chuối nha. Chúa ngựa hồng, chúa ngựa bạch, chúa ngựa xích, chúa ngựa ô. Hãy cố lên, 2, 3 đâu. Cưỡi ngựa chém chuối là tiết mục cuối cùng của chương trình Rối nước làng Gia. Cuộc tập dượt kỹ năng chiến đấu của các kỵ sĩ dưới quyền của các vị tướng thời Hai Bà Trưng, Thành Hoàng, Đào Khang Tiếu được tái hiện ở phần cuối chương trình là sự tôn vinh người anh hùng và cũng là lời cầu mong các vị thánh thần ban cho dân làng một năm phong đăng hòa cốc. Tế Úc, nhân vật trung tâm của rối nước Việt Nam cũng được phường rối làng Gia sử dụng làm nhân vật đại diện cho phường. Cảm ơn bà con thập phương đã đổ về chảy hội thầy và xem trò rối của thầy. Ơ này này bà con ơi, mừng vui chi xiết là vui, bốn bên bờ đông đúc vui tươi, thật đúng cảnh quê hương vào hội. Mừng bà con đến xem múa rối, tấm tình tình xem chẳng muốn về, muốn đến đây vùng vẫy thỏa thê, cho rối tôi tạm nghỉ là vừa, đến hẹn ta lại gặp nhau, chia tay giã bạn hẹn ngày trùng lai. Đến thế kỷ thứ 20, ở đất trò, tức là đất làng Gia này, lại xây cho nó một nhà thủy đình để mà bảo tồn nó. Nên nó hoạt động, tuy rằng là trong giai đoạn lịch sử nó có lúc cái thăng trầm nhưng mà nó không gián đoạn. Và các quân rối cổ vẫn bảo làm được. Chúng tôi đã được ưu ái đi nước ngoài. Đây là trường hợp đi Đài Loan. Tôi còn một chuyến đi biểu diễn nữa. Đây là sang Ý. Tôi tâm đắc nhất chỉ có cái này. Sơ qua để các bạn cùng nghe. Gia Lai ngày 15 tháng 6 năm 1999. Ông kính mến. Ông ơi, ông cho cháu hỏi ông vài câu nhé. Có đồng ý không ông ạ? Câu hỏi của cháu là: ông làm thế nào mà cho chú rối nổi trên mặt nước được ạ? Khi biểu diễn rối, ông có phải lặn sâu xuống dưới nước không ạ? À, ông ơi, ông có thể cho cháu một con rối được không? Tôi nhận được bức thư đây và tôi lặng đi một tí. Chính chúng tôi cũng đã gửi cho cháu một con trâu, một đồng nông dân đi kể. Đây ông nội tôi ngày xưa cũng đi mua rối mà cũng đã làm, cũng làm trưởng phường. Thế sau đến đời bố tôi thì cũng đi theo nghề của bố, của ông tôi trước đây mà cũng đã làm trưởng phường. Thế tôi thấy cái nghề mua rối nó khoái quá. Hơn 10 thế kỷ, rối nước làng Gia đã đồng hành cùng cuộc sống vật chất và tinh thần của người nông dân xứ Đoài. Hơn 10 thế kỷ, người làm rối làng Gia đã trao truyền cho nhau nghề rối nước như trao truyền một vật báu linh thiêng. Hơn 10 thế kỷ, rối nước làng Gia đã trở thành tình yêu bất tử trong lòng các nghệ nhân, nghệ sĩ. Ngày nay, thành tựu của trường kỳ lịch sử ấy đang bị đời sống hiện đại, phương tiện văn hóa hiện đại làm cho lung lay. Liệu phường rối làng Gia có giữ nổi, có trụ nổi để diễn rối cho mai sau trước những cơn bão thông tin đa phương tiện toàn cầu? Chẳng ai có thể đoan chắc được điều gì.